mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sân đình. Thân chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại đề nghị với các bạn là chúng ta trở lại một cái điều mà tôi cứ làm tôi đau đáu. Đó là thương hiệu của cái các sản phẩm mà một số bạn đang phát triển trên thị trường. Thưa các bạn, hôm nọ tôi mới gặp một người bạn trẻ, và bạn ấy có nói với tôi rằng: thưa thầy, đây là cái công ty thứ tư của em rồi. Em vẽ bao nhiêu công phu, em vẽ ra cái logo, em làm quảng cáo, làm đủ thứ để mà tạo nên cái thương hiệu. Rồi rốt cục ra thì em cũng phải nhìn nhận rằng là đây là công ty thứ tư mà em lại thất bại. Thế tôi mới lại hỏi bạn ấy rằng: bạn ạ, em có thể nói cho tôi nghe rằng là em tạo giá trị gì mỗi khi mà em mở một cái công ty như vậy? Thế thì bạn đó, tôi xin lỗi trước bạn đó, nhưng mà nếu mà bạn đó nghe cái mục này thì chắc là bạn đó cũng tự nhận ra. Nhưng mà thưa thầy, em thú thật rằng là em thấy người ta làm thì em cũng làm, mà em nghĩ rằng là cái gì của em làm nó mới. Thế thầy thử ra là em nghĩ rằng là em tạo giá trị. Và khi tôi nghe thấy như vậy thì tôi cũng lại xin phép em ấy để giải thích cho em ấy rằng là không, khi mình tạo giá trị thì nó phải làm giá trị thật, nó không thể nào là một giá trị ảo, mà cái giá trị đó, đó nó phải được đánh giá một cách rõ ràng lắm. Các bạn có biết không, khi mà mình nói chuyện về giá trị của một cái gì đó thì cái nó chỉ có giá trị khi có người mua thôi. Bạn có thể nói rằng là tôi chế ra một cái thế giới cực kỳ đẹp nhưng mà không ai mua cả. Mua có nghĩa rằng là người ta nhận là cái đó là một cái dự án mà người ta thích đấy. Đấy là cái ý mà khi tôi dùng chữ mua. Thì khi mà không ai mua đó thì cho dù nó có là giá trị gì dưới con mắt của bạn chăng nữa, nó cũng không phải là một giá trị. Thế thành thử ra một giá trị là cái gì mà người ta mua và người ta chịu mua với một cái giá nào đó thì mình mới gọi thế là một giá trị. Thế thành thử ra khi mà mình định nghĩa một cái giá trị như vậy đó, thì mình mới thấy rằng có nhiều thứ mà mình tự cho nó là có giá trị đó, nó không có tí giá trị nào cả. Ví dụ như là bây giờ bạn làm cái món ăn rất là ngon và gia đình bạn rất là thích, thì tất nhiên có khả năng là có nhiều gia đình khác cũng sẽ thích cái món đó. Thế nhưng mà khi mà bạn đưa ra cái thị trường thì thấy không ai mua cả. Thưa các bạn, nếu mà bạn đưa ra thị trường mà không ai mua cả thì có nghĩa rằng là cái sản phẩm của bạn không có giá trị. Mình phải lý luận như thế mới được. Chứ nếu mà mình cứ lý luận một cách rất là lãng mạn, cho rằng là cái ý tưởng nào của mình cũng có giá trị, thì mình rất là đúng trên mặt thi văn, trên mặt thơ mộng, trên mặt lãng mạn, nhưng mà về mặt buôn bán đó là một con số không. Mà con số không thì tất nhiên là nó sẽ đưa mình tới nhiều ảo tưởng, đưa tới những cái cuộc đầu tư vô vọng. Thế thành thực ra mình phải tự đánh giá xem rằng là cái việc làm của mình nó có mang lại một cái giá trị nào không, thì cái đó là một cái điều rất là quan trọng. Thế thì thưa các bạn, khi mà các bạn vẽ ra một cái logo thật là đẹp, đã đành, nó tạo một chút giá trị thêm cho cái sản phẩm của bạn. Khi bạn quảng cáo rất là mạnh thì trong vài tháng sau đó thì khách hàng cũng hiếu kỳ tới xem là cái sản phẩm của bạn nó như thế nào. Và khi mà khách hàng tới để xem cái sản phẩm của bạn thì mình cũng phải nói rằng là cái sản phẩm của bạn nó có một cái giá trị nào đó. Thế nhưng mà tuy nhiên, cuối cùng nếu mà không có ai mua thì bạn phải sớm kết luận là cái sản phẩm của bạn không có một chút giá trị nào hết, và nó không đáp ứng một cái nhu cầu nào hết, và nó sẽ không có cái khả năng đưa bạn vào một cái lộ trình mà bạn có thể lặp đi lặp lại một cái mô hình mà mình gọi là thành công. Thế thưa các bạn, tôi chung quanh tôi đó thì tôi cũng có nhiều điều tôi khá nhức nhối. Tôi thấy có nhiều người tạo nhiều sản phẩm mà không có giá trị mấy. Bởi vì chính tôi cũng không thích cái sản phẩm đó rồi, thì không biết là còn có ai thích cái sản phẩm đó không. Thế nhưng mà rồi sau đó thì họ rất là mài công, họ vẽ thương hiệu, họ vẽ logo, họ đôi khi họ còn là tạo ra một công ty, rồi họ làm chủ tịch, rồi họ tạo ra những vị trí phó tổng giám đốc gì đấy. Nhưng mà nghe là nó
nó như là một cỗ máy mà họ tạo ra, nhưng mà thật sự ra thì họ tạo ra trên cái gì? Trên cái giá trị của sản phẩm mà họ muốn bán. Thế nhưng mà khốn nỗi, cái sản phẩm của bạn ấy thì chưa bao giờ được bán, nhưng mà bạn ấy đã bỏ công vẽ hết tất cả cấu trúc công ty, rồi sơ đồ này, sơ đồ nọ. Thì thưa các bạn, mình không nên làm thế. Các bạn có biết không, có nhiều sản phẩm trên thế giới này nó thành công trước khi nó có cái thương hiệu. Thế thành đôi khi cái sản phẩm nó có một cái thương hiệu khá tên không hay tí nào cả, mà một khi người ta đã nhớ cái tên nó rồi thì mình cũng không đổi tên được. Thế nhưng mà thế nào là một tên hay nhỉ? Chẳng hạn như tôi dùng một chữ như Catalina, hay là tôi dùng một chữ như là Browning, hay tôi dùng một chữ như là đẹp đẹp. Thế thì theo các bạn thì cái thương hiệu nào, cái tên nào là cái tên hay và tên nào là tên dở? Không có đâu các bạn ạ. Cái tên hay ấy, nó không phải là hay để mà để nghe tai đâu. Nó hay là bởi vì rằng là người ta cứ nhớ đến nó. Và người ta bảo rằng là bây giờ mà bạn thích cái gì đó thì bạn cứ đi theo vào cái siêu thị đó, nó tên là thế này, nó tên là thế nọ. Tức là người ta nhớ trong đầu cái tên nọ. Thế thành ra là nếu mà bạn mà là một công ty mà bán rất là nhiều thứ với cái tên là quách quách hay là xịt xịt thì thật sự ra cái thương hiệu đó là một thương hiệu rất là hay. Thế thành thử ra là mình phải ý thức được rằng là cái mình đừng có đặt cái mọi chuyện ngược đời, mà mình phải tạo nên cái sản phẩm đã, mà tạo nên sản phẩm có giá trị đã. Cái đó là cái điều mà tôi luôn luôn tôi nhắc nhở những bạn nào có công ty mà rồi cứ ngồi vẽ logo, tạo thương hiệu một cách giả tạo, và trong khi đó thì cái sản phẩm của mình chưa được thị trường hiệu lực hóa về giá trị. Thế thì tất nhiên cái logo hoặc là cái thương hiệu nó quan trọng lắm chứ không phải không. Thế nhưng mà các bạn ạ, nó lại còn có những cái vấn đề như thế này nữa mà các bạn không có ý thức, hay là ý thức yếu. Đó là khi các bạn đã tạo thương hiệu rồi đó, thì cái việc mà mình bảo vệ cái thương hiệu của mình nó cực kỳ khó khăn. Đó là tại vì trước nhất là mình có thể bị copy. Rồi thứ nhì đó là người ta có thể cướp cái thương hiệu của mình. Nhưng mà đây tôi không muốn nói thế không. Tôi bây giờ tôi muốn nói một cách nội tại hơn cơ. Là bạn có khả năng tạo những cái sản phẩm mà lúc nào nó cũng giống nhau không? Hôm nọ tôi gặp một số bạn mới khoe tôi rằng là vườn chúng em có táo ngon lắm. Em sắp sửa bán rất là nhiều táo rất là ngon. Thế thì em sẽ đem tới cho thầy ăn vài thử vài trái táo của vườn em. Thế thì tôi ăn với mấy trái táo đó, tôi bảo quá quá ngon thật. Không có gì mà mình có thể chê được. Nó thơm quá, nó ngon quá. Thế nhưng mà tôi nói với các em rằng là em đem một cái rổ mà có 5 quả táo. Mà 5 quả đều khác nhau, hình thù khác nhau, màu mè khác nhau, màu mỡ khác nhau, mùi vị khác nhau, rồi có trái thì sần sùi nhưng mà lại rất ngọt, có trái thì trông đẹp như tiên ấy, mà lại kém ngọt hơn các cái trái khác. Mình bảo rằng là thế thì chỗ nào, cái nào là cái tiêu biểu nhất cho thương hiệu của em? Mà có phải là cái trái sần sùi không? Nếu mà là một trái sần sùi mà nó là cái thương hiệu của các em ấy, thì em có khả năng tạo 1 triệu trái giống như thế không? Mà cũng cùng kích thước, cùng màu vị đấy, em có khả năng làm cái đó không? Và em đã nói với tôi rằng thưa thầy không, em không có khả năng làm cái đó, bởi vì rằng là đây là những sản phẩm của thiên nhiên. Vâng đúng rồi em, đó là sản phẩm của thiên nhiên, nhưng mà nếu thế thì cái người khách hàng, cái người tiêu dùng họ làm sao họ nhận ra cái sản phẩm của em? Khi mà người ta nhìn quả táo thì làm sao người ta biết được là quả táo đó là quả táo của em? À thưa thầy, tại vì em có dán thương hiệu của em ở trên. Đúng rồi, ai cũng hiểu thế. Nhưng mà em ạ, nếu mà cái sản phẩm nó cứ lúc nào nó cũng nó có hình thù khác nhau thì làm sao mà cái thương hiệu của em nó có thể tồn tại lâu được? Và cái này là một cái vấn đề mà các bạn phải chú ý. Đó là tại vì khi mình đã tạo những sản phẩm mà mình cho rằng là sản phẩm của đại chúng, thì mình phải giữ một sự cái ổn định trong hình thù, trong tôi gọi là cái màu vị, tức là nó phải giống nhau, nó phải là photocopy của nhau,
Và khi người ta ăn ngày hôm nay và khi người ta ăn 6 tháng nữa, người ta tìm được đúng cái mùi vị mà người ta muốn tìm. Thưa các bạn, cái này là một đề tài rất là lớn, rất là khó. Mà hiện thời đó là ở các sản phẩm của nước chúng ta đó, nó không đồng đều qua thời gian, nó không đồng đều ngay trong cái trại của mình sản xuất. Nó cần phải được điều chỉnh hơn để cho nó có thể trở thành một cái sản phẩm đại chúng mà mọi khách hàng, mọi người tiêu dùng đều nhìn nó mà nhận ra nó, thì như thế mới gọi là thương hiệu. Đấy, tạo sự khác biệt là chưa đủ. Mình phải tạo sự khác biệt nhưng mà rồi giữ cái sự khác biệt đó trong thời gian. Cái đó mới là cái điều mà khó làm. Mà cái đó nó mới làm ra thương hiệu. Cái đó nó mới tạo nên cái logo của mình. Chứ không phải là mình cứ có logo, mình cứ có thương hiệu, rồi sản phẩm muốn ra sao thì ra. Thì cái đó thực sự nó phản kinh tế, nó phản lý trí, chứ nó không có đi theo xuôi cái óc của người khách hàng, của người tiêu dùng đâu. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn các bạn số sau. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái nền.